Kinh nhỉ. Cao cũng cả ngọn điếc thì 4 mét. Này đo đi. Một thằng quay một thằng ấy. Ui con rồng. Sao không học anh Nhượng mà đóng một cây cau vào đây xong rồi 10 năm sau rồi bán. Anh Trịnh ấy. 16 này. Anh 16 á? Ừ. Ai? Anh 16. Sợ nhất cái gai hoa giấy này. Mẹ tôi đéo sợ gai hoa hồng. Sợ nhất gai hoa giấy. Nó thoát thân bên kia khoảng tầm mét 6, mét rưỡi. Dáng. Mét rưỡi lên đây, lên mét rưỡi thôi. Còn cao thì 3 mét nhưng mà thân lây nó đều. Vanh 16 đúng không? Thế trên này cũng 16 này. Trên này nó cũng phải tầm 4 phân. Không, trên này thế thì được chỉ được 3 phần 4. 3 phần 4 thử đo cái này xem được 12 không nào. Chắc 10, hơn 10, 10. 11. 11. Thôi được. Thầy lúc ấy đo mẹ ở cả chỗ này. Mẹ khôn thật.